đi lại còn thế đây, nó nói mì chứ nhiều bữa nhậu đây nó ma nhỉ, chị phượng cái mâm cái nít người ta ra về người ta phát lên dần nói là nó mới chịu là một đoạn đấy có nhà đó này, cái hôm chúng nhà là trung thiện đó, chỗ được đó. Không mượn được, nhưng mà chỉ có nhà mua chỗ đấy thì có nhà thương mại. Không nhá, nhà bà Ngã Hiệp thì chẳng đã có cái gì nào, nhà bà nên quý. Mày cứ phải gọi cho bà hàng chấp mà.